cực vui. Trưa nay là có một cái đoàn 30 người ở Kiên Giang là cựu chiến binh nha cô chú anh chị, đâu đến rất là đông vui đó. Cô Hằng chào đón 30 cựu chiến binh. 1:30 ra xe. Hỏi đi Củ Chi luôn. Ở đây chơi ít thôi. Bây giờ ở đây là đi vườn thú đây nha. Hai chỗ đi vườn thú rồi. Xe điện nha. Lúc nào mình chưa mua vé xe vui lòng đến quầy bán vé, mua vé để xe trở vào bên trong tham quan. Xin nhắc lại, lúc nào mình chưa mua vé xe vui lòng đến quầy bán vé, mua vé xe để xe trở vào bên trong tham quan. Xin cảm ơn. Cô chú cựu chiến binh. Đoàn của mình là đến từ đâu cô? Kiên Giang. Dạ, là bao nhiêu thành viên cô? 30. Dạ, con cảm ơn cô. Đi theo tập đoàn luôn. Đến từ Kiên Giang nha cô chú anh chị. Chính sách của công ty là được giảm 50% là do là cô chú là những cái cựu chiến binh cô chú anh chị ơi. Đoàn đi là 30 người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có vé rồi di chuyển ra xe phía bên ngoài đi chị. Bạn băng ghế ngồi 4 người với lên mình. Gia đình mình đi chung bạn băng ghế ngồi 4 người với em mà cho trẻ em ngồi giữa, người lớn ngồi bên ngoài giữ lại giúp em. Rất là mình vô mua vé xe, vui lòng đến quầy bán vé mua vé xe để xe chở vào bên trong tham quan. Mỗi đoàn cô chú thì chắc là sẽ đi riêng. Đó, đi riêng một đoàn, đó, không có đi chung với khách du lịch. Đoàn 30 người. Nếu nào mình chưa mua vé xe, vui lòng đến quầy bán vé mua vé để xe chở vào bên trong tham quan. Ở đây là chỉ đi vườn thú. Bây giờ chuyến xe này tới là mình đi đầu tiên đó. Rồi xe đến luôn. Rồi bắt đầu có biết xe rồi vui lòng mời hết lên xe. Bây giờ là cô chú Minh sẽ lên xe coi chú anh chị ạ. Dạ. Chụp hình đó cô. Dạ chụp ở xe này. Ở đây là chỉ đi vườn thú. Bây giờ chuyến xe này tới là mình đi đầu tiên đó. Rồi xe đến luôn. Rồi bắt đầu có biết xe rồi vui lòng mời hết lên xe. Rồi bây giờ là cô chú Minh sẽ lên xe coi chú anh chị ạ. Dạ chụp hình đó cô. Dạ chụp ở xe này thôi hay là đằng sau luôn cô? Rồi cô chú nhìn con nha. Dạ rồi. Đến đầu mà không thấy hết đâu cô ơi. Dạ rồi. Chúc cô chú có chuyến du lịch vui vẻ. Dạ. Rồi bây giờ là chuẩn bị lên đường thôi cô chú anh chị ơi. Bye bye cô chú.
quá tuyệt vời cô chú anh chị ơi. Và tới đây thì Tiên cũng xin khép lại cái video này, và Tiên xin chúc cho cô chú anh chị đang xem kênh có buổi trưa hoặc là nhiều niềm vui, và Tiên sẽ hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những cái clip tiếp theo nha.